Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tại Indonesia, Thủ tướng cho thấy cái cạn nghĩ của đảng Vụ bắt cóc blocker Thái Văn Đường tại Thái Lan vào ngày 13 tháng 4 vừa qua là lần thứ nhì chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ngang nhiên sang Thái Lan bắt cóc người Lần trước là vào năm 2019, ông Tô Lâm cũng cho lính sang tận Thái Lan bắt cóc nhà báo Trường Duy Nhất Lần này, việc bắt cóc Thái Văn Đường đã làm chấn động báo chí quốc tế Báo chí Thái Lan cũng lên tiếng vì vụ bắt cóc này một nhà nước tử tế là nhà nước biết tôn trọng luật pháp quốc tế, biết tôn trọng luật pháp nước khác. Việc chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam cho người sống Thái Lan bắt cóc cho thấy chính quyền Cộng sản này vẫn chứng nào thật nấy, không biết tôn trọng pháp luật. Bộ mặt thổ phỉ của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam phơi bày lên báo Thái Lan. Vào sáng ngày 11 tháng 5, chương trình làm việc của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 tại Indonesia, ông Phạm Minh Chính đã phát biểu rằng Asia cần giữ vững lập trường nguyên tắc nêu trong các văn kiện nền tảng đặc biệt là dương cao ngọn cờ thượng tôn luật pháp quốc tế thực tế chưa có chính quyền nào trong khối asean trừ việt nam mà lại đến các nước khác bắt cóc người hành động đó của đảng cộng sản việt nam không qua mắt được chính quyền của các nước trong khối này việt nam tuy là nước có dự dân cư đông đúc trong khối asean nhưng lại là nước nhỏ hơn khi đứng cạnh trung quốc muốn có được bạn bè tốt thì trước tiên bản thân anh phải có xứng đáng để người ta kết thân hay không. Tất cả các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các cường quốc, họ nghiên cứu rất kỹ đối tác. Nếu đối tác là loại lật lọng, nói trước, nuốt lời sau thì chắc chắn mối quan hệ không thể tiến xa được. Bộ mặt thổ phỉ của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam phơi bày trên mặt báo chí quốc tế. Hiện nay, Mỹ và châu Âu là hai thị trường lớn mà nền kinh tế Việt Nam đang bám vào để mà tồn tại nền kinh tế việt nam kiếm rất nhiều loại ngoại tệ từ hai thị trường này đứng trước sự bất chắc khó lường của trung quốc nếu việt nam được hai thị trường này nâng đỡ thì nền kinh tế của việt nam ít bị tổn thương hơn ngoài kinh tế mỹ và châu âu cũng là những cường quốc quân sự đặc biệt là mỹ ngày nay mỹ tiến gần đến việt nam hơn nhưng hợp tác chỉ chủ yếu ở quan hệ kinh tế còn về mặt quân sự vẫn còn một khoảng cách rất lớn khoảng cách lớn đấy là do hai nguyên nhân nguyên nhân thứ nhất là việt nam sợ trung quốc nguyên nhân thứ hai là đảng cộng sản việt nam là một chính quyền không đáng tin cậy không tôn trọng nhân quyền họ nói đó rồi lại lật lọng đó rất khó để gây dựng cho mối quan hệ bền chặt trong việc đấu tranh pháp lý để bảo vệ lãnh hải của việt nam với trung quốc việt nam cần sự ủng hộ của quốc tế với thái độ nói trước lật lọng sau như vậy thì sẽ khó có quốc gia nào ủng hộ việt nam cho được và có lẽ đảng cộng sản việt nam hiểu được điều này nên họ không dám đấu tranh pháp lý với trung quốc ở tòa án quốc tế khi bị trung quốc gây hấn tại biển đông chính quyền của đảng cộng sản việt nam hay cho bộ ngoại giao kêu gọi tôn trọng pháp luật quốc tế tuy nhiên chính quyền đảng cộng sản việt nam lại thường xuyên không tôn trọng luật quốc tế thì làm sao thế giới ủng hộ việt nam cho được một chính thể mà ngang nhiên đến lãnh thổ nước khác để bắt cóc người xem như đó là vùng đất vô chủ thì đảng cộng sản việt nam kêu gọi được ai nữa đây vì thế, hầu hết những người lần kêu gọi tôn trọng luật pháp quốc tế cứ như la hét vào khoảng không vô định. Chẳng ai nghe và chẳng ai quan tâm cả. Thổ phỉ Việt Nam lên giọng đạo lý. Đạp lên luật pháp của nước Đức, đạp lên luật pháp của Thái Lan để bắt cóc, đấy chỉ là lời lợi ích nhỏ. Bắt người như thế chỉ để thỏa mãn bệnh lệnh của một ai đó, thỏa mãn khả năng trả thù mà lại đập vỡ bộ mặt của chính quyền. Với những hành động như vậy, thế giới đánh giá Chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam là chính quyền lưu manh. Và quả thật Đảng Cộng sản Việt Nam rất lưu manh, không những lưu manh mà còn vô liêm sỉ. Khi mà họ mới sang Thái Lan bắt cóc xong thì lại lập tức lên lớp với các nước trong khối rằng phải tôn trọng luật pháp quốc tế. Cái mất của Đảng Cộng sản Việt Nam là không có ai ủng hộ trong tranh chấp lãnh thổ. Đấy mới là cái mất lớn. Lưu manh với dân thì đảng có lợi, lưu manh với các nước khác thì chẳng có lợi tí nào. Dù làm bạn năm châu bốn bể nhưng chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn không có bạn nào thân thiết cả. Quý vị và các bạn phải theo dõi trên truyền hình, trực tiếp của Lê Trung Khoa với bản tin Tại Indonesia, Thủ tướng cho thấy cái cạn nghĩ của Đảng. Từ lời ông Lưu Bình Nhưỡng lật mặt trò lưu manh của bộ máy tư pháp thành phố Hồ Chí Minh mới đây trả lời báo chí về bản án 5 năm tù đối với cô giáo Lê Thị Dung, cựu giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên huyện Hưng Nguyên, Hà Tĩnh, ông Lưu Bình Nhưỡng, phó ban dân nguyện quốc hội đã trích dẫn những trường hợp pháp luật quy định về thời gian giam giữ đối với bị can như sau. Việc bắt giam cô Dung một năm mới đưa ra xét xử, trong khi luật quy định thời hạn tạm giam bị can để điều tra không quá 2 tháng với tội phạm ít nguy hiểm, không quá 3 tháng với tội phạm nghiêm trọng và không quá 4 tháng với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Lời trích dẫn luật pháp của ông Lưu Bình Nhưỡng vào ngày 5 tháng 5 vừa qua giải thích cho lệnh tạm giam thêm 60 ngày với bà Nguyễn Phương Hằng. Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh lý giải vì bà Nguyễn Phương Hằng là tội phạm nghiêm trọng nên tòa án cần 60 ngày để chuẩn bị xét xử. Đây là lời giải thích của phía chính quyền để bảo chữa cho lệnh gia hạn tạm giam mới nhất của họ. Tuy nhiên, theo trích dẫn pháp lý của ông Lưu Bình Nhưỡng thì với tội phạm nghiêm trọng gia hạn tạm giam không quá 3 tháng. Thế nhưng trên thực tế, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã 8 lần gia hạn tạm giam và thời hạn gia hạn tạm giam lên đến 1 năm. Vậy thì ai chịu trách nhiệm cho trò gian lận tạm giam bừa bãi như thế này? Bà Nguyễn Phương Hằng bị 8 lần gia hạn tạm giam. Vào ngày 24 tháng 3 năm 2022 khi đó, bà Nguyễn Phương Hằng đã bị công an thành phố Hồ Chí Minh bắt tạm giam 3 tháng. Đến tháng 6 năm 2022, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh lại gia hạn tạm giam lần thứ nhất thêm 2 tháng. Vào ngày 18 tháng 8 năm 2022, thời hạn gia hạn tạm giam 2 tháng kết thúc, Viện Kiểm sát Nhân dân ra lệnh tạm giam thêm 19 ngày với bị can của Nguyễn Phương Hằng. Lẽ ra sau lệnh tạm giam này, hoặc là thả bà Nguyễn Phương Hằng, hoặc là đưa bà Hằng ra trước tòa để truy tố, thì cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh lại quyết định gia hạn tạm giam bà thêm 1 tháng 27 ngày nữa. Đến tháng 11 năm 2022, một lần nữa, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh lại tiếp tục ra lệnh tạm giam thêm 2 tháng đối với bị can Nguyễn Phương Hằng. Đến tháng 2 năm 2023, lệnh gia hạn tạm giam lần thứ tư hết hạn và Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh lại gia hạn tạm giam lần thứ 5 đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Lần này, bà Nguyễn Phương Hằng bị gia hạn tạm giam 2 tháng. Đến tháng 4 năm 2023, lệnh gia hạn tạm giam 2 tháng lần thứ 5 hết hạn. Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ra lệnh tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng thêm 19 ngày hết thời gian 19 ngày đến cuối tháng 4 năm 2023, Viện Cảm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã gia hạn tạm giam 10 ngày đối với bà Nguyễn Phương Hằng với lý do để hoàn tất các thủ tục tố tụng. Đến khi thời hạn gia hạn tạm giam 10 ngày của 7 lần thứ bảy kết thúc, thì Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh lại gia hạn thêm quyết định tạm giam lần thứ 8 với bà Nguyễn Phương Hằng, giam thêm 2 tháng để chờ xét xử. Đấy là quá trình các cơ quan tố tụng Thành phố Hồ Chí Minh bất chấp luật gia hạn tạm giam nhiều lần đối với bà Nguyễn Phương Hằng với tổng thời gian và số lần tạm giảm vượt rất xa so với quy định của pháp luật. Không ai có thể làm được gì để buộc các cơ quan tố tụng thành phố Hồ Chí Minh phải làm đúng luật. Luật quy định là thế nhưng chỉ cần chỉ đạo miệng từ bên trên thì cả bộ máy sẵn sàng đạp lên luật để thực hiện theo mệnh lệnh. Ông Phan Văn Mãi là quan chức duy nhất bị bà Phương Hằng nhắc tên. Sau đó, bà Hằng bị bộ máy tư pháp thành phố Hồ Chí Minh gia hạn tạm giam đến 8 lần ông Lưu Bình Nhưỡng là người mang lời nói chính trực với mục đích là làm cho hệ thống tư pháp tốt hơn. Nhưng khổ nỗi một con én không làm nên mùa xuân trong xã hội mà toàn những kẻ ăn theo nói leo như hiện nay. Câu chuyện tuân thủ luật pháp đối với quan chức Đảng Cộng sản là điều xa xỉ. Họ nghe theo lệnh mới được xem là thức thời. Ở Việt Nam muốn làm chính trị thì phải biết khom lưng. Ai ai cũng khom lưng trước quyền lực thì một con người dám đứng thẳng như ông Lưu Bình Nhưỡng e rằng đối với họ, ông Lưu Bình Nhưỡng là người dị tật mất. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin từ lời ông Lưu Bình Nhưỡng lật mặt trò lưu manh của bộ máy tư pháp thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề.